Kính chào quý vị và các bạn. Sáng nay tâm bão số 5 vẫn đang nằm trên vùng biển phía đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong chiều nay đến sáng mai, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển nguy hiểm trên biển trong một ngày tới sẽ là khu vực Vịnh Bắc Bộ, cảnh báo hôm nay. Gió ở khu vực này, bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, sẽ mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê biển trên khu vực này đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, trong ngày hôm nay cũng cần đề phòng những đợt gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 và lốc xoáy kèm theo mưa dông. Khu vực biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận ngày hôm nay thời tiết cũng chuyển xấu, trời có mưa dông dễ kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, độ cao sóng ở đây từ 0,50m đến 2m. Vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, ra đến ngoài khơi khu vực huyện đảo Trường Sa là nơi có thời tiết tốt. Dự báo hôm nay mưa chỉ vài nơi, trời chủ đạo là nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, độ cao sóng từ 0,50m đến 1,50m. Bản tin của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.